Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các em ôn thi toán 8 học kỳ 1 nha. Để xem được những video trước các em có thể vào danh sách phát chọn toán 8 thì các em sẽ thấy hàng loạt video được sắp xếp theo trình tự nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đây. Rồi, các em quan sát vô phần trắc nghiệm cho các em. Để trắc nghiệm này. Câu số 1, tích x cộng 2 nhân x trừ 2 bằng bao nhiêu ha? Vậy thì em để ý nè. Ở đây là câu 1 ha, trắc nghiệm đơn viết vào này luôn. 2 3 4 5 nha, bốn câu trước đi. Câu số 1 rất là đơn giản em. X cộng 2y nhân cho x trừ 2y. Đó, đây là hàng đẳng thức anh em. Còn nhiều em không thấy hàng đẳng thức thì làm đa thức nhân đa thức vẫn được anh em. Đây chính là a cộng b nhân a trừ b. Vậy bằng a bình lên là x bình trừ b bình lên. Đấy, cái này bình lên là bằng 4y bình. Đó. Vậy thì đáp án đúng của nó chính là đáp án gì em? Em nhìn bảng á, đáp án đúng là đáp án C nha các em. Em khoan vô 1C. Đến câu 2 nha các em. Câu 2 người ta yêu cầu này, tích của cái này bằng bao nhiêu? Vậy rất đơn giản, em thực hiện phép nhân đơn thức cho đa thức thôi nha. Nhân vô bàn 4 12 là âm 12 nha. Âm 12 x nhân x là x bình. Rồi 3x nhân cho 2y vậy là bằng 6xy. Rồi, em nhìn bên đó đáp án nào? Đâu có 12, âm 12 bình cộng 6xy thì em chọn vô. Đó, vậy đáp án đúng là đáp án B nha các em. Đó. Đáp án B. 2B. Rồi. Đến câu số 3. Câu số 3 các em. 2x mũ 4 y mũ 3 cộng cho 6x mũ 3 y mũ 2 trừ cho 10x bình y chia cho âm 2x bình y. Đó, mình chia thôi. Đây là thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức. Thì lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức này. Em chia nha. 2 chia âm 2 thì bằng âm 1. X mũ 4 chia x mũ 2 thì còn x mũ 2. Y mũ 3 chia y thì còn y mũ 2. Tiếp tục. 6 chia âm 2 đáp số bằng âm 3. X mũ 3 chia x mũ 2 thì còn x. Y bình chia y còn y. Âm 10 chia âm 2 bằng dương 5. Rồi x bình chia x bình mất là y. Đây nhỉ? Y mất. Rồi. Vậy thì em dò đáp án này. Sẽ được đáp án. Chính xác là đáp án gì em? Đáp án D. Ok. Rồi em quan sát câu này nha. Em nhìn nè. 3x cộng y, 3x cộng y chung. Rồi sẽ đặt 3x cộng y đâu này. Thì còn 5x bình trừ cho gì em? 10x. Đúng không? Đặt này là còn này. Nhưng mà tới đây chưa có xong đâu nha. Có nhiều em cứ ngỡ là xong không phải đâu. 5x bình với 10x thì có chung 5x chung nha. Đặt ra ngoài. Có nhân tử chung là 5x. Đặt 5x ra ngoài. Thì còn gì em? X. 10 chia 5 còn 2 là trừ 2. Đáp xong cùng là 3x cộng y nhân cho 5x nhân x trừ 2 nha. Vậy thì em chọn đáp án nào có đáp án đó. Rồi, vậy đáp án đúng chính là đáp án D nha, 4D. Câu số 5 các em. Câu số 5 cũng yêu cầu phân tích thẳng nhân tử. Em nhìn nè, 5, 10, 5. Ồ, có chung 5 này. X3, x2, x. Vậy có chung cả x nữa. Vậy thì tôi sẽ đặt 5x ra ngoài. Đúng không? Đặt 5x ra ngoài. 5x ra ngoài thì còn gì em? Là 5x mũ 3 x bình mà đặt 5x ra ngoài thì còn x bình phương. Đặt 5x lấy 10 này chia 5 này còn 2 này nhân ha. X bình chia x còn x này, còn y này. Đặt 5x ra ngoài còn cộng y bình. Ồ. Thế đây chưa có xong nha. Đây là bình phương một gì? Một hiệu. Đây chính là x trừ y tất cả bình. Nha. Vậy đáp án nào có 5 nhân x trừ y tất cả bình thì em chọn được. Đáp án chính xác là đáp án C nha. 5C. Các em quan sát đi câu số 6 nha. Câu số 6 tôi nói này. Chọn phát biểu sau là sai. Số 1 là phân thức đại số. Câu B, mỗi đa thức là một phân số. Số 0 là một phân thức đại số. Cả ABC sai. Vậy thì em muốn biết được thế nào là một phân thức đại số thì em phải học định nghĩa. Phân thức đại số được viết dưới dạng gì em nhớ không? A trên B. Phân thức nha, chứ phân số nó khác nhau nha. Đó. Phân thức được phân thức đại số được viết dạng tổng quát là A trên B. Mà nhớ điều kiện là AB là một đa thức. Nhớ kỹ. Nha. Và B phải khác không? Em quan sát nào. Đáp án đầu tiên là đáp án A. Số 1 là phân thức đại số. 1 có phải là đa thức không? Không. Đúng không? Đó, không thể. Rồi. Vậy thì loại liền. Đáp án B. Mỗi đa thức là một phân số. Chưa chắc ạ. Nha. Mỗi đa thức là một phân số. Không thể đúng được. Rồi đáp án C là số 0 là phân thức đại số. Không được. AB phải là một đa thức mà. Và mẫu phải khác không.
Đó. Vậy thì đáp án đúng là chính là ABC trái. Ngại đáp án D. 6D. Ok. Câu số 7 các em. Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là hình gì? Hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi. Cả A, B, C đều là đúng. Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp bằng nhau. Em đọc kỹ nha. Có nhiều em không không để ý bài liên tiếp. Hai cạnh liên tiếp có nghĩa là hai cạnh kề với nhau. Hai gọi liên tiếp. Nha. Mà mình cho học trong bài là hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau chính là hình gì? Hình thoi. Nha. Và đáp án đúng là 7 C nha các em. Em quan sát đến bài số 8 nha. Bài số 8 là nghiêng về lý thuyết hình học nha các em. Rồi, câu số 1 là các em. Bài số 8 là ý đầu tiên nha. À, người ta hỏi là chọn đáp án đúng. Vậy trong đề đáp án đúng chắc ăn có 3 đáp án sai. Nha. Vậy thì ở đây đó nè, thứ nhất có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Đúng hay sai các em? Sai. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau với là hình thoi được nha. Nhớ kỹ được rồi nha. Dấu hiệu chứng minh hình thoi là bốn cạnh bằng nhau, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, hoặc hình bình hành có một đường chéo là phân giác của vuông góc mới là hình thoi được. Vậy đáp án A là đáp án sai nha. Đáp án B, hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình hình vuông. Hình chữ nhật muốn là hình vuông phải phải ra hình thoi nữa đúng không, phải thêm là dấu hiệu hình thoi nữa, mà hình thoi đúng rồi, có hai chéo vuông góc với nhau đó chính là dấu hiệu chứng minh vuông. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau chính là hình vuông nha. Lý thuyết mình học có rồi. Vậy đáp án đúng là đáp án B, 8B nha. Rồi câu C, câu D chắc là sai nhưng mà đọc cho em nghe thôi. Hình hành có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông. Sai. Hình hành có một đường chéo là phân giác của góc là hình gì? Thôi. Nhớ kỹ điều này ha. Rồi tiếp tục. Hình thoi là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau. Đâu đúng. Nhớ nha. Đó. Tất cả các góc bằng nhau chỉ là hình gì? Một là hình chữ nhật, hai là hình vuông thôi. Nhớ kỹ điều này. Nhớ nha. Đáp án đó là sai luôn. Câu số 4. Câu số 9 các em. Cho tam giác ABC, đường cao AH gọi Y là trung điểm AC, E là điểm đối xứng với H của Y, tứ giác AHCE là hình gì? Chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình vuông. Muốn biết hình gì vẽ hình đã đúng cho tôi. Bởi vì nó là trắc nghiệm á, em vẽ hình đó là đúng chuẩn là em nói rồi, không cần chứng minh gì hết nha. Vậy đầu tiên người ta cho tam giác ABC đường cao AH, tam giác không nói năng gì thì bắt buộc phải vẽ tam giác nhỏ. Nhớ nha, cái này tôi trắc nghiệm tôi vẽ đại không cần thước luôn này. À, vẽ tam đại tam giác nhọn được. Rồi, tam giác ABC đường cao AH, đường cao là vuông góc. Ha, cái thấy vuông góc nghi nghi hình chữ nhật là khả năng cao rồi đó. Y là trung điểm AC đây. Y là trung điểm AC. Rồi, đây. E đối xứng với H của Y. Rồi, E đối xứng với H của Y thì chắc chắn đóng vai trò Y đóng vai trò là trung điểm, kéo lên đây. Đây, E đây. Đó, E đối xứng với H của Y vậy hai này phải bằng nhau, Y chính là đúng không? Trung điểm hai bằng nhau. Rồi nhìn vô tứ giác này hỏi thì nhìn nhìn vô được biết rồi. Thế gì? Chữ nhật. Đúng không? Còn chứng minh rất đơn giản, đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành. Bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Chọn đáp án vô kia. Đáp án đúng là đáp án nào em? Đáp án A nha kia. 9A. Đó. Câu số 10. 11. 12. Đó. Câu số 10 này. Vì nó là trắc nghiệm thì tôi sẽ lướt rất là nhanh nha, tôi vẽ hình rất nhanh luôn. Vì em trắc nghiệm cứ nhấp nháy mắt và viết tự nha. Không cần vẽ đẹp nha, khi đợi tự luận phải làm đẹp cho tôi. Cho tam giác BC vuông nha, vẽ đại tam giác vuông nha. Rồi. Vuông này. ABC. AB bằng 8, BC bằng 10. Yêu cầu tính diện tích tam giác vuông. Em học là diện tích tam giác vuông có hai cách tính nha. Cách thứ nhất là gì nhau? Bằng 1 phần 2 tích hai cạnh là vuông. Hay là bằng 1 phần 2 chiều cao ứng với cạnh gì? Huyền. Nhưng mà làm gì có chiều cao đây mà tính. Đúng không? Vậy thì ở đây em sẽ dùng công thức 1 phần 2 AB nhân AC. Mà AB có rồi, đúng không? Đó. AC chưa có. Tính được không? Quá dễ. Em nào học định lý Bigon nhiều thì quên 6, 8, 10, 5, 12, 13, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Người ta hay cho. Này dùng Pythagore thì AC lên 8, 10 chắc ăn, ta biết đây chắc ăn là mấy? 6. Đúng không? Vẽ hình không đúng cũng sao hết, tại vì nó là trắc nghiệm nha. Em nghĩ cái này cạnh cạnh này cạnh bên này ngắn hơn mới đúng nha. Còn tìm AC rất đơn giản là bình phương cạnh nó vuông, bỏ bình phương lấy căn lên, lấy 10 bình trừ đi gì em.
chưa đi cạnh nó vuông còn lại 8 bên cách ăn bằng 6 cm. Thay 6 vào đây em. 6 x 8 48, 48 chia 2 bằng 24 cm vuông. Kiếm đáp án là 24, đáp án C nhá. 10 C. Nhắc các em. Câu số 11. Các em hiểu ý cho nó không? Các em phải tập nhá, kỹ thuật được nhá. Câu số 11. Cho tam giác ABC. Không nói tam giác gì, cố gắng vẽ tam giác nhỏ nha. Câu số 11, có được phân tích này. Không nói năng gì, cứ vẽ tam giác nhỏ thôi. ABC. Đường cao AH, nhìn thấy các em. Cho AB bằng 5, đây, điểm số cho. BH bằng 3, HC bằng 6. Em tính diện tích tam giác này. Mà diện tích tam giác thì mình học rồi, diện tích của tam giác này luôn luôn bằng 1 phần 2 chiều cao. Chiều cao này, AH này, đáy của nó chính là BC. Các em hiểu không? Mà bình thường em BC có rồi, BC biết rồi, 3 cộng 6 bằng mấy? 9. Nhưng mà chưa có AH. Tính được AH đâu? Tính được AH đâu? Trời ơi, áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông này, nhìn cái bộ số này quen không? 3, 5, đoán mò đây là mấy? 4. Thấy không? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 23. Cố gắng thuộc nha. Còn không thuộc thì nắm chẵn bình phương cạnh vuông bằng bình phương cạnh huyền 5 bình. Trong vuông đen này nha, trừ đi bình phương cạnh vuông là đó, em làm nhanh thì bỏ bình phương lấy căn lên thôi. 25 trừ 9 bằng 16, căn 16 đáp số bằng mấy em? 4. Đúng 4. 3, 4, 5. Hiện 4 rồi. 4 chia 2 được 2, 2, 9, 18. 18 cm vuông các em. Rồi, chọn đáp án nào em? Đáp án D. Nha, 11 đây. Rồi, câu trắc nghiệm cuối cùng nha các em. Cho tam giác MNR. Không nói năng giác gì. Tiếp tục tam giác truyền thống. Nè các em nhìn bạn. Vì trắc nghiệm vẽ lại đi các em. MR MNR. Đây nè. À, đại đi. Trên cạnh NR, trên cạnh này nè. Lấy điểm S, sau NS gấp 2 lần SR. NS gấp 2 lần, đúng không? Gấp 2 lần, cái này chia làm 3 phần đi. Đây, NS này. Đây, NS nè, gấp 2 lần. À, NS đây chứ. Rồi. NS nè, phải gấp 2 lần này không? Rồi, người ta yêu cầu nè. Người ta cho biết nè, cho ra cho tam giác MNS trên cạnh NS bằng 2 lần SR. Thì ở đây người ta có rất nhiều đáp án các em. Diện tích tam giác MNS gấp 2 lần diện tích tam giác MSR. Rồi, ở tương tự gấp 3 lần bằng 1 phần 2 lần rồi bằng ngược lại nữa các em. Đó. Vậy thì ở đây nè, có nghĩa là giờ mình phải so sánh diện tích của tam giác MNS và diện tích của tam giác MRS. MNS là đây nè, tôi nói rồi. Là diện tích tam giác này nè. So với diện tích MRS là so với tam giác màu trắng này. Nha, cái tô đồ một. Mà nhìn cái bảng này em. Hoa đây chẳng có số gì hết. Như em đã chết rồi, không có số sao em làm đây. Đừng sợ em. Vẫn so sánh được diện tích. Nhìn cái bảng. Vậy diện tích của tam giác này nè em, luôn luôn bằng chiều cao, à, tự hạng chiều cao số. Em tập nhá đây nha, tự hạng chiều cao số. Lấy đại đi nha. Đó, đây là chữ H. Đó, chiều cao này. Vậy thì tôi thử viết công thức. Tôi lập tỷ số diện tích, tỷ số diện tích luôn. Nè, coi nè. Bằng. Em nhìn lên kỹ các bạn thôi nha. Không thôi làm hồi tí không làm được đó. Diện tích tam giác MNS nè, bằng 1 phần 2 chiều cao của nó nè em, MH. Nhân đáy của nó là NS. Cho nên hiểu không? Mà hai chiều cao như này nha. Cái tam giác màu trắng là tam giác tù nè em. Nè, đồ màu đỏ cho em coi. Diện tích tam giác tù cũng vậy à? Bằng 1 2 chiều cao nó cũng là M gì? MH. Thấy không? Đừng sợ gần gần ra rồi đó. Đáy của nó là gì? Đáy của nó này chỉ là cơ chính gì đây? Đáy của nó là S. SR. Mình học toán để làm gì? Đó. Đấy. Ra 1 phần 2 ra đi MH ra đi. Thấy chưa? Thì còn MNX đúng không? Đúng không? Mà NX thì nó làm chậm nhất này các em, mà còn NX trên SR.
ai này đơn giản nhất này. Mà giả thiết đề bài người ta cho em coi quan sát NX bằng 2 lần SR bằng 2 lần SR. Trời ơi SR 2 lần. Vậy từ đây suy ra diện tích của tam giác MNX này chia này, có nghĩa này bằng 1 phần bằng 2 này, chia chuyển đến là nhân, nhân cho 2 bằng 2 lần diện tích tam giác MNX. Rồi đáp án nha, đáp án đầu tiên này. Người ta cho là diện tích tam giác MNX MNX bằng 2 lần nha. À, diện tích MRS. Đúng rồi. Vậy đáp án chính xác đây chính là đáp án gì em? Đáp án A. Đến phần tự luận nha các em. Câu số 1. Người ta yêu cầu phân tích đa thức thành nhân tử nha. Vậy em quan sát nè. Ở đây có 3 3 12 12. Ô, có số 3 chung này, 3 ngoài trước định tính diện tích. Đặt 3 ngoài thì còn S bình. Đặt 3 ngoài còn trừ Y bình. Mà tới đây nhiều em nhìn thấy S bình trừ Y bình mà chưa nghĩ được là nguy hiểm đó nha. Nhớ đây là hằng đẳng thức A bình trừ B bình này. Nha. Rồi đặt 3 ngoài còn trừ 4 S. Đặt 12 em đặt 3 ngoài tiếp tục còn 4 nha. 4 Y phải làm. Rồi đây là A bình trừ B bình các em. Vậy thì mình sẽ tắt bằng A cộng B nhân A trừ B. Là S cộng Y nhân S trừ Y. Mà ở đây trong giới này phải bảo đảm phải ra cái này. 4 với 4 này giống nhau đúng không? Là tiêu trừ ra ngoài thì đổi dấu nha. Biến thành x. Đổi dấu nha, trừ y nha. Không hoặc là. Rồi, anh sẽ đặt x trừ y ra ngoài. Tôi sẽ đặt x trừ y ra ngoài này. Đặt cái này ra ngoài nè. Ở ngoài còn 3 nữa nha các em. 3 ngoài sẵn rồi. X trừ y đặt ra ngoài thì bên trong còn gì biết nào? Còn x cộng y. Đấy, x trừ y ra ngoài còn trừ 1. Thành nhân tử. Các em. Rồi. Câu B nha các em. Đây là một đa thức bậc 2 mà không phải hằng thức nha. Vậy thì nhớ phương pháp tắt hướng dẫn này. Lấy số đầu nhân số cuối. Lấy 1 nhân âm 4 bằng âm 4 cộng lại bằng số cái số ở giữa nha. 1 cộng âm 4 bằng âm 3, đúng rồi. Rồi, sau đó mình sẽ tắt ra này. Âm 3x này này, tắt theo số này. Đây này, cộng 1x trừ cho 4x. Nè, vẫn bảo toàn âm 3 này. Thấy không? Vậy thì hôm nay mình nhóm hai đầu lại, hai này có chung x này. X ra ngoài còn x cộng 1. Đặt trừ 4 ra ngoài còn x cộng 1. Sau đó đặt x cộng 1 ra ngoài. Đặt này ra ngoài còn x. Đặt ra ngoài còn trừ 4. Thành nhân tử. Các em. Bài số 2 nha các em. Bài số 2 là người ta cho hai đa thức chia nhau. Người ta đã rút gọn đổi tính là x bằng 1 và y bằng 2 nha. Vậy thì trước tiên mình rút gọn nó trước đi. Rồi, đầu tiên ta có cái đề này nha. 9x bình y trừ 6 x bình y 3 nha. Cộng 15 x y chia cho âm 3 x y. Rồi con xử lý nè. Bằng 9 nè, lấy từng hạng thực của đa thức chia cho đơn thức. 9 chia âm 3 bằng âm 3. X bình y mà chia cho x y thì còn x. Âm 6 chia âm 3 ra dương 2. X bình chia cho nè, x bình mà chia cho x thì còn x đúng không? Y3 chia y thì còn y mũ 2. 15 chia cho âm 3 thì bằng âm 5. X y đơn giản lấy đi. Mất. Xong. Rút gọn lại các em. Giờ mình mới thay vào nè. Tại x bằng 1 y bằng 2 thì suy ra. Thay vào đây nè. Ở đây là sao đây? Thì sao suy ra? Thay vào. Âm 3 x là bằng 1 cộng 2 nhân x là 1, y là 2 bình trừ cho 5 bằng. Rồi. Âm 3 2 bình 4, 4 2 là 8 trừ đi 5. Đâu, cái này bằng không. Okay. Em quan sát đến câu số 3 nha. Câu số 3 cho một phân thức. Người ta yêu cầu tìm điều kiện để phân thức xác định nha. Có nghĩa là câu A này tự nhiên là điều kiện này. Em học rồi. Một phân thức mà muốn xác định thì mẫu phải khác không, đúng không? Mẫu ở đó, ở đây chính là x bình phương trừ 1 khác không. Vậy thì ở đây các em có hai cách giải. Một em tắt thành nhân tử ra. Hai là em sẽ làm vậy nè. Bỏ bình phương chuyển qua đây nè. Khác 1 âm chuyển qua dương. Rồi bỏ bình phương lên. Vậy thì x khác cộng trừ 1 nha. Đây là một cách. Có nhiều em làm cách này nè. Tắt này ra x bình phương trừ 1 tắt là x cộng 1 nhân x trừ 1
Vẫn được nha, khác không nha các em. Lúc này muốn hai này nhân lại khác không thì hai thằng này đồng loạt phải khác không. Phải khác không chứ phải hoặc nha. Khi em giải phương trình á bằng không thì em dùng hoặc vuông, còn điều kiện bắt buộc dùng hoặc tròn. X cộng 1 khác không và x trừ 1 khác không. Để em tùy chọn cách giải nha. Vậy thì tương đương x phải khác 1 và x phải khác gì em? Hợp 1. Cũng giống như vậy thôi nha. Câu B. Tìm x để phân thức bằng âm 2. Trước khi muốn làm để phân thức bằng âm 2 thì tôi khuyên các em rút gọn phân thức trước nha. Vậy thì này, ta có 3x cộng 3 trên x bình phương trừ 1. Tôi sẽ rút gọn đi này các em. Ở đây có 3, đây một phân thức này. Nhớ là một phân thức chỉ có con đường, muốn rút gọn chỉ có con đường phân tích thành nhân tử. Nó để rút gọn không có còn cách nào. Đặt 3 ra ngoài, còn x cộng 1 ở dưới này em, x bình phương trừ 1 tắt ra bằng x cộng 1 hằng đẳng thức a bình trừ b bình nha. Rồi tôi rút gọn đi bằng này. Đấy này đơn giản mất, còn 3 trên x trừ 1. Rồi giờ tôi phải giải này. Để phân thức bằng 2 bằng âm 2 khi vậy chỉ khi phân thức là cái này 3 trên x trừ 1 bằng âm 2. Rồi mình xử lý thôi các em. Mình giải phương trình này nè. Có nhiều em tới đây rất sợ. Em nhớ là một cái tính chất ở trong chương trình lớp 7 á, phân thức A trên B bằng C là tỷ lệ thức các em. A trên B bằng C trên D khi nào? Khi A nhân D bằng gì em? B nhân C. Mình chéo lên, nhìn chéo lên cho mau nha. Vậy thì bài tập này cũng làm như vậy luôn các em. Khi em cứ giải cái này em nhớ cái nhìn chéo lên cho tôi. Sang ngày 2 mình học là gọi là quy đồng khử mẫu đó các em. Đó. Rồi, ở đây em cứ nhìn chéo nhân này lại. Giới này hiểu là số 1 nha. 1 nhân 3 vẫn là 3, đúng không? Nhìn chéo lên là âm 2 nhân x trừ 1. Rồi giải phương trình này thôi. Phương trình này quá bình thường, nhân vô âm 2x cộng 2 đúng không? Chuyển x về một vế cho tôi. Chuyển x qua. Âm 2 chuyển qua là dương 2x cộng 3 chuyển qua là trừ 3. Vậy là trình bày bên này ha. Tương đương x bằng 2 trừ 3 thì bằng âm 1. Nhân 2 thì các em chuyển qua trị 2. Kết luận vậy. Thỏa điều kiện không? Thỏa điều kiện không em? Âm 1 phần 2 thỏa điều kiện không? Phải coi thỏa điều kiện nha. Âm 1 phần 2 khác cộng trừ 1. Đúng, thỏa điều kiện. Nhận nha các em. Em ghi với thỏa là điều kiện cũng được rồi. Vậy x bằng âm 1 phần 2 thì là giá trị kiểm định đi cho nó mau nha. Là giá trị cần tìm. Đó. Ok. Tôi xem nha các em. Đây là 2, 2 đó mà đáp án của bài trước á. Tôi viết lại ha. Rồi. À, câu C này. Tìm x. Nha. Tìm x để phân thức nguyên nha các em. Đó. Nguyên có nghĩa là gì? Phân thức ra nguyên. Nguyên có nghĩa là ra số nguyên. Tìm x thế vô đây để ra số nguyên. Mà em nhớ nè, muốn nguyên rất đơn giản, tử phải chia cho mẫu mới ra nguyên được. Em học rồi. Muốn chia hết thì A chia cho B thì A đóng vai trò là bội của B. Còn B đóng vai trò là gì của A? Là ước của A. Vậy rất đơn giản, để phân thức nguyên nha anh em. Khi vậy chỉ khi nè, đây nguyên hay là đây nguyên thì 3 phải chia hết cho x trừ 1. Vậy tương đương x trừ 1 là ước của 3 nè. Ước của 3 mà em biết là đó, ước của 3, ước của 3 là những số nào? Có phải là cộng trừ 1 không? Cộng trừ 3. Số nào nó chia hết chính là ước của nó. Vậy thì xuống hàng em giải tổng cộng cho tôi 4 phương trình. X trừ 1 bằng 1, x trừ 1 bằng âm 1, x trừ 1 bằng 3, x trừ 1 bằng âm 3. Rồi tới đây giải phương trình bậc 1 là quá dễ rồi. Trừ 1 chuyển qua là dương 1 bằng 2. Rồi x bằng 0 chuyển qua x bằng 4 chuyển qua x bằng âm 2. Mà những cái này là quả điều kiện hết. Điều kiện phải khác cộng trừ 1, cái này khác hết. Nhận nha, nhận. Kết luận vậy. X bằng 2 0 4 âm 2 thì phân thức nguyên.
và trên hình như các em cho tam giác ABC vuông A có AB bằng 6, AC AB bằng 8, AC bằng 6 nha. Trung tuyến AM kẻ MD vuông góc với AB, ME vuông góc với AC. Ở trong đây có 4 câu hỏi nha các em. Vậy đầu tiên là vẽ hình trước cho em ạ. Nhớ vẽ tam giác vuông nằm nha. Rồi cho tam giác ABC vuông tại A. Rồi, giờ ta vẽ tam giác vuông nha các em. Cái AB nó lớn hơn thì ta vẽ dài hơn. À, còn cái kia ngắn hơn nè. Đó. Vẽ tam giác vuông nằm nha các em nha. AB bằng 8, AC bằng 6 nè, vuông ha. Đường trung tuyến AM, đường trung tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Nào, chia đôi này ra. Đây. Và nhớ một điều rất là quan trọng, trong tam giác vuông đường trung tuyến đứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, ba khúc này bằng nhau luôn. Phải ký hiệu vô điều này cho tôi luôn nha. Anh em nào quên là tí bài toán trở nên phức tạp đó. Rồi. Tiếp tục người ta nói là kẻ MD vuông góc với AB, căn vuông góc rồi. Đây, MD vuông góc này. ME vuông góc với AC, căn vuông góc rồi. Dùng kích thước EK căn nha các em. Đây, MD, ME. Rồi, câu đầu tiên quá đơn giản em. Hỏi tứ giác AD ME là hình gì? Nhìn vô có 1 vuông, 2 vuông, 3 vuông. Nhìn vô hình chữ nhật rồi, mà để dấu hiệu chữ nhật là tứ giác có 3 có vuông là hình chữ nhật. Đúng không? Vậy thì mình trình bày câu A này. Ta có góc A bằng góc D bằng góc E bằng 90 độ. Kết luận vậy. Tứ giác ADME là hình chữ nhật. Ok. Đó, đến câu B. Câu B người ta hỏi nè, tìm điều kiện của tam giác ABC để thứ giác ADME là hình vuông. Vậy thì tôi ghi cái này nha, để hình chữ nhật trước. ADME là hình vuông. Nhớ phải lấy dấu hiệu của hình gì em? Của hình thoi quá trời. Hình chữ nhật mà muốn tạo được hình vuông, em nhớ này, khi có gì em, lý do hình thoi khi có hai đường chéo vuông góc với nhau, khi có một đường chéo là phân giác của một góc, hoặc là khi có hai cạnh kề bằng nhau, chọn cái nào? Rồi em nhìn này, chọn cái này này, mình phải định dạng trước luôn. Tam giác này đang là tam giác vuông. Mà nâng hình lên nó chỉ có vuông cân thôi, chứ không có cách nào chúng mình đặt cân. Mà cân thì có nhiều trường hợp, có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng nhau đúng không? Tam giác có hai cạnh bằng nhau đó bằng cân, hoặc là gì em, có hai góc bằng nhau cân, hoặc đường thẳng một xuất phát từ một đỉnh đóng vai trò là hai đường trở lên, vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến, hoặc là vừa đường cao vừa là đường phân giác đó, thì nó chính là tam giác cân đó. Nhìn tôi chọn đáp án này trong ba cái lựa chọn này, chọn đáp án này, lựa chọn này em. Khi AM là phân giác, lập tức biến hình vuông. Mày nhìn đây, trong tam giác ABC, đường này vừa là đường phân giác, vừa là giả thiết người ta cho đường trung điểm. Trong tam giác vừa là đường phân giác, trong một cái tam giác vừa là đường phân giác, vừa là đường trung tuyến, chỉ có tam giác gì cân mới tồn tại điều này. Nha. Rồi, vậy khi AM là phân giác. Mà BM bằng MC. Tôi viết BM bằng MC nói lên AM chính là đường trung tuyến đó các em. Hay các em thôi, em có cũng thích ghi này. Mà em nói là mà AM là đường trung tuyến. Nha. Yeah. Của tam giác ABC. Vậy tam giác ABC cân tại đâu? Cân tại A. Vừa là đường phân giác vừa là đường trung tuyến chỉ có cân thôi nha. Suy ra tam giác ABC kết luận là đề góc là vuông
mà mình điều kiện là phải cân. Vậy tam giác ABC vuông cân tại A, D, hình chữ nhật AD, ME là hình vuông. Câu tiếp theo. Tính độ dài AM, đúng không? Thôi cực kỳ đơn giản em. Câu C nha. Mình học rồi. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến đối với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Có nghĩa là AM bằng BC chia mấy? Chia 2. Mà chưa có BC, thì BC được không? Trời ơi, dễ. Thấy 8 mà, thấy 6 mà. 6, 8, nhớ số mấy nhau? 10. Bộ số tam giác vuông hay gặp 10 chia đôi đây chắc ăn là bằng 5. Đó, nếu làm chắc kiện nhìn vô biết liền, đúng không? Ờ, nhưng mà tự luận thì trình bày nói đó. Thì BC trước. Áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông thì là ABC. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Các cạnh góc vuông ngày 100 nha. Bỏ bình phương đi, lấy căn 100 lên bằng 10 cm. Kết luận vậy, anh em bằng đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền đây. 10 chia 2 lập tức bằng 5 cm. Câu D nha các em. Câu D người ta yêu cầu mình tính diện tích của tam giác tên là ABM. Nha. Đây, tam giác này. Tôi đồ màu đỏ đi. Cái này mà mới tính, các em vừa tính bằng mấy em? Có phải 5 không? Và chắc anh đây cũng bằng mấy luôn? 5. 5 luôn nha. Rồi, yêu cầu tính diện tích này. Tam giác màu đen. Ở đây tôi hướng dẫn các em hai cách xử lý bài này. Cách thứ nhất, tôi làm theo công thức này nè, bằng 1/2 chiều cao. Chiều cao đây này, lúc này chọn là MD. Đáy của nó là AB. Đúng không? Đúng không em? Chiều cao là MD, đáy tương ứng của nó là AB. Mà AB có bằng mấy? 8. Làm sao tìm MD? Cái quan trọng là tìm MD. Đó, tìm MD cả một vấn đề khó khăn này. Nhìn lên bạn, tôi hướng dẫn các em tính MD. Từ đây này bằng 8 nha. Em bảo có bằng MB. Tam giác cân. Trong tam giác cân, đường cao chính là đường trung tuyến. Dẫn đến cạnh này và cạnh này không? 8 chia đôi ra mỗi thằng mấy? 4. Có 4 năm dùng Pythagore tìm DM. 4 năm chắc ăn 3 gì nữa. Xong, để quyết vấn đề. Hiểu ý đó không? Trong tam giác cân, đường cao chính là đường trung tuyến, chính là đường trung trực đó, chính là đường phân giác đó. Nhưng mà đây nói đường trung tuyến hoặc đường trung trực, suy ra hai này bằng nhau. Rồi sẽ có dùng Pythagore lúc này quay lại ngược lại, dùng định lý Pythagore trong tam giác nhỏ này này, 4 năm dùng Pythagore này thì mà DM này, thấy không? Có DM là chiều cao, có chiều cao thay dấu lập tức tính được diện tích nha. Vậy thì bài này đầu tiên em phải chứng minh tam giác AMD cân trước nha. Ta có AM bằng BM, biết rồi, định dạng lúc đầu mình vô mình bài mình vẽ mình đã biết rồi. AM bằng BM bằng MC và bằng 5 cm nha, tự biết điều này. Vậy từ đây suy ra tam giác AMB cân tại đâu em? Cân tại M. Ba mà gì em? MD là đường cao. Vậy từ đây mình sẽ suy ra MD cũng là gì em? Là đường trung tuyến. Của tam giác AMD. AMB. Ok. Nên AD bằng DB
bằng 8 chia 2 bằng 4 cm. Rồi, tới đây tôi sẽ áp dụng định lý Pythagore trong đáp vuông ADM nha. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ADM. Tôi làm nhanh nha các em. Bình phương cạnh đáp vuông là DM bình phương các em. Nè, bình phương cạnh đáp vuông đây là cạnh huyền, đây là cạnh đáp vuông đúng không? Bằng bình phương cạnh đáp vuông trừ đi bình phương cạnh huyền trừ đi bình phương cạnh đáp vuông còn lại. 5 bình trừ đi 4 bình luôn. Áp số bằng 9. Vậy DM bằng căn 9 lên. Áp số bằng 3 cm. Kết luận vậy diện tích của tam giác AMB bằng 1/2 chiều cao của nó là MD nhân AB. Thấy chưa? 1/2 nhân cho 3 nhân cho 8. Áp số bằng bao nhiêu em? 12 cm², đúng không? Nhân cho viết đây đi ha. Bằng 1/2 nhân cho 3 nè, nhân cho 8 là 12 cm². Giờ tôi hướng dẫn em thêm một cách nữa nha. Rất là hay, em để yêu dùng tôi nè. Em nghĩ nè, sau này sang kỳ 2 áp dụng cũng rất là nhiều đó. Cách 2 nè. Tôi nghĩ cách 2 đây ha. Cách 2 thì tôi chẳng có cần xử lý xung quanh này đâu. Lúc này tôi lấy chiều cao nó đây nè em. Nhìn các bạn. À. Chiều cao lúc này tôi sẽ lấy từ chỗ này nè. Tôi hạ từ đây hạ xuống này. À ha. Nếu làm cách 2. Cách 2 đây đi nha. Tôi sẽ dùng công thức này này em. Chiều cao của nó này, lúc này là chiều cao của tam giác màu đen này em là A ha. Nhân đáy của nó là BM. BM biết rồi, 5 đúng không? Mà nó trung điểm nó lên 2 này bằng nhau mà không. Vấn đề thì 3 ha. Làm sao tìm được A ha? Nhìn các bạn, các em nhìn tập trung này. Cách để giải rất là hay luôn đó các em. Em còn nhớ diện tích tam giác vuông ABC không? Công thức nào? Diện tích tam giác vuông có hai công thức nha. Bằng 1/2 chiều cao ứng với cạnh huyền BC. Còn một cách nữa là gì nhớ? 1/2 tiếp thành cạnh vuông. Em nhìn nào. Gọi từ tương đương này. Hai này giống nhau, đơn giản, bất. Nè, hiểu không? Hai này nhân cả hai vế cho hai, đúng không? Bất. Vậy còn gì? AH nhân cho BC, mà BC bằng 10, AB bằng 8, AC bằng 6, tương đương AH bằng 48 chia 10, bao nhiêu? 4.8 cm. Có AH, thay vào đây, diện tích tam giác ABM bằng 1/2 chiều cao, máy tính 4.8, các em cầm máy tính bấm thử nhân cho đáy, đáy của nó là BM. Mà BM bằng 5 đúng không? Lấy 48 chia 2 có phải là bằng 2.4 không? 2.4 nhân 5 đúng không? 45 20 em là 12 xong đến đúng không? Nhắc em, đợi các em trình bày bằng. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo cho các em xem nha.